đã đến với kênh YouTube của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Đất Thủ. Và trong chương trình hôm nay, Vân sẽ cùng anh chị đi review một công trình tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương do Đất Thủ thực hiện. Anh chị hãy cùng follow theo Vân nhé. Nhìn từ phía ngoài ngôi nhà, đây là một công trình khá rộng lớn. Nếu như Vân tính lại, đây là có một tầng trệt và 3 tầng lầu. Và không gian sống nhìn từ bên ngoài thì các anh chị có thể thấy là được thiết kế kín đáo, một không gian nhà phố thì theo phong cách hiện đại và tinh tế. Nếu bạn nhìn từ hai bên của ngôi nhà thì Vân không có thấy cửa sổ. Một xíu nữa mình vào trong ngôi nhà thì mình sẽ xem là giải pháp của kiến trúc sư như thế nào để căn nhà này có thể đón được nắng và gió thông thoáng trong cái không gian bên trong ngôi nhà nha anh chị. Nào bây giờ hãy cùng theo chân Vân đi vào trong tham quan ngôi nhà. Vân đang đứng tại không gian tầng trệt của ngôi nhà này. Con thấy ở đây là cái gara xe, con nghĩ là còn là những cái cổ cuốn như vậy thì phía trong thì có thể là gia chủ đã tận dụng cái để xe. Rồi bây giờ chúng ta đi qua khu vực bên này nhé. Qua wow, các chị ơi, ở đây có một cái cầu thang được thiết kế tách biệt với phần gara xe. Con thấy đây là một thiết kế rất ấn tượng và độc đáo, khác với những cái ngôi nhà phố mà con đã từng đi xem trước đây. Thì con nghĩ là với một cái thiết kế cầu thang tách mạch như thế này thì sẽ giúp cho không gian của những tầng sinh hoạt ở trên được tách mạch với gara xe và giữ được cho cái không gian sống của mình được sạch sẽ. Sau bây giờ thì mời các anh chị cùng Vân chúng ta sẽ bước lên cầu thang này và đi lên tầng 1 của ngôi nhà nhé. Ở đây có mấy cái vườn hồng dễ thương quá nè. Rồi bây giờ mình đi lên nha. Các anh chị ạ, ngôi nhà này được xây ở hướng Đông Nam và đây là cái hướng mà phù hợp với phong thủy của gia chủ, thì quả là một không gian sống tuyệt vời khi được đón những cái tia nắng sáng sớm vào trong ngôi nhà của mình, đúng không anh chị? Và nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian bên trong nhé. Trang vào đây. Đây là khu vực tầng 2 của ngôi nhà, bao gồm phòng khách, khu vực bàn ăn và xa xa kia là một khu vực bếp để nấu ăn. Thì nhìn xung quanh á, anh chị thấy là sẽ không có những cái vết ngăn giữa các khu vực khách, bàn ăn và khu vực bếp như là một số cái thiết kế nhà phố mà thường thấy. Nhưng mà cũng thì con nghĩ là cái vấn đề này sẽ tùy vào sở thích của gia chủ và cái nhu cầu sử dụng thôi. Thì nếu như mà với một cái không gian xuyên suốt như vậy thì sẽ giúp cho cái không gian phòng khách và cái phòng ăn của mình trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn. Còn về màu sắc của không gian này á, thì con thấy là chủ yếu là màu xám nè, và những chi tiết nội thất gỗ rồi bàn ăn rồi đánh cơm rồi vân vân, các chi tiết trang trí được nhấn nhá màu nâu và màu vàng vì lý do là phù hợp với phong thủy của gia chủ là mệnh kim, nên là phối màu cho không gian trong ngôi nhà này thì các anh chị để ý là sẽ có màu xám, màu nâu và màu vàng. À hôm nay Vân cũng mặc một một chiếc váy màu vàng để đi review ngôi nhà này để cho có nhiều sự may mắn khi mà làm cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì Vân cũng tới và có bà ở nhà và bà cho Vân mấy cái kẹo. Rất là cảm ơn bà nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua khu vực vườn mini bên này. Đây là không gian thông tầng của ngôi nhà. Thì ở đây có một cái hồ cát mini nè. Buổi chiều chiều á, mình ngồi ở đây gió
rất là tuyệt vời. Có mấy con cá dễ thương lắm. Thì là cá gì ta? Cá ba đuôi hả? Cá ba đuôi. Rồi có mấy con bảy màu. Là một cái vườn mini, ví dụ như là buổi chiều mình có thể ngồi mình đọc sách hay là mình hóng gió, hoặc là khi mà mình nấu ăn mình cần lặt rau gì đó mình ra đây mình ngồi lý tưởng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại khu vực bếp nha. Thế chị ơi, đây là khu vực bếp. Nhìn chung thì Vân thấy khu vực bếp này được bố trí nhiều thiết bị tiện nghi. Không gian khu vực bếp không quá rộng, nhưng với nhu cầu sử dụng của gia chủ này thì phù hợp và vừa đủ. Ở đây có một cái cửa sổ thông thoáng với khu vực bếp. Đó. Khi mà Vân đứng đây, Vân có thể cảm nhận được cái luồng gió nó đi vào trong ngôi nhà mình cực kỳ là thoải mái và dễ chịu. Và dĩ nhiên là vậy rồi, khi mà với cái khu vực bếp ấy, thì mình phải có được là thoáng gió nè và có ánh nắng vào thì khu vực bếp nó mới được sạch sẽ và lúc nào cũng khô ráo không thấy, đúng không anh chị? Rồi bây giờ mời anh chị cùng Vân sẽ chúng ta sẽ đi lên tầng trên xem là ở trên có cái gì nha. Hiện tại thì Vân đang đi lên tầng 3 của ngôi nhà này. Không gian bên này thì được chia làm hai khu vực chính. Bên tay này của Vân là một phòng sinh hoạt của gia chủ, phòng ngủ, một phòng ngủ master, một phòng vệ sinh ở đây. Và bên tay này là một phòng sinh hoạt chung. Hai, Vân đang bước vào khu vực phòng sinh hoạt chung của tầng 3. Thì đây là không gian sinh hoạt của gia đình để xem tivi nè. Vân thấy ở đây có một giường lam thì có thể là Vân thấy là gia chủ này cũng thích karaoke không chị? Và cái ghế sofa dài. Thì khi ngồi đây á, các chị có thể nhìn ra cái view rộng, cũng rất là rộng từ phía bên này. Và bên khu vực này là một phòng ngủ hướng ra phía sau.
sau của ngôi nhà. Bên này là một phòng ngủ ra mặt tiền, một xíu mặt nữa mình sẽ đi tham quan. Và đây là khu vực phòng của gia đình. Em đứng tại một phòng ngủ trên tầng 4 của ngôi nhà. Và vị trí của căn phòng ngủ này á, là hướng về phía sau, mặt sau của ngôi nhà. Và sẽ đón nắng tay. Thì kiến trúc sư đã thiết kế một cái lô ga ở phía sau ngôi nhà để giảm đi cái lượng nóng nắng. Thì các chị qua đây sẽ kiến thức với ông này nha. Có một phần lô ga được kiến trúc sư thiết kế ở đây. Phần lô ga phía sau nhà đóng vai trò như một khoảng điện, nhờ đó mà nắng chiếu vào phòng cũng đỡ hanh nóng và gay gắt hơn. Và đây cũng là chỗ thư giãn đọc sách lý tưởng cho chủ nhà vào những buổi chiều tối mát mẻ. Và đây là căn phòng mà Vân thích nhất ở ngôi nhà này, biệt thự mượn nhà. Được ở trong cái không gian này thì quanh năm suốt tháng mình không có cần đi resort hay là đi khách sạn 4 năm sao gì hết. Vân tưởng tượng như là xa xa là view biển Nha Trang hay là view đời thông Đà Lạt vậy đó. Perfect. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên thêm một phần của nhà này nữa. Ngôi nhà này có một cái sân ở trên này và một khoảng giếng trời rộng lớn ở đây giúp cho ngôi nhà đó toàn bộ ánh nắng tự nhiên xuống không gian còn mát. Để đón xem video mới nhất về công trình kiến trúc và chia sẻ kinh nghiệm xây nhà, anh chị đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Đất Thủ nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào video tiếp theo.